Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với CNBC, tỷ phú Ray Dalio từng chia sẻ rằng ông đạt được thành công tài chính là nhờ một thói quen đơn giản, thiền định mỗi ngày. Hai lần mỗi ngày, tỷ phú 72 tuổi đều nhắm mắt và lặp đi lặp lại một câu thần chú ngắn trong đầu, mỗi lần 20 phút. Phương pháp này được ông áp dụng từ năm 1969, 6 năm trước khi ông thành lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates có trụ sở tại Connecticut trong năm thập kỷ sau đó, Dalio đã xây dựng Bridgewater trở thành quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới trước khi từ chức đồng CEO vào năm 2017. Hiện nay, Bridgewater quản lý hơn 150 tỷ USD tài sản. Sau khi từ chức, Dalio cho biết ông đang tích cực chia sẻ những bí kíp đã giúp mình thành công tới mọi người và một trong số đó chính là thiền định mỗi ngày. Ông từng gọi đây là lý do quan trọng nhất giải thích cho bất kỳ thành công nào mà tôi đạt được theo dalio bước đầu tiên là tìm một không gian yên tĩnh sau đó ngồi thoải mái nhắm mắt và nghĩ về câu thần chú của bạn trong phương pháp này mọi người không dùng cùng một câu thần chú mà chọn cho mình một câu riêng sau khi chọn xong bạn ngồi trong sự yên tĩnh và lặp đi lặp lại câu thần chú đó nhiều lần cuối cùng sự lặp lại này sẽ thay thế phần còn lại của suy nghĩ của bạn và thậm chí có thể đưa bạn vào trạng thái siêu việt bạn yên lặng bình yên không ngủ nhưng cũng không thức dalio nói trong một ngày bình thường, Dalio tập một buổi 20 phút ngay khi thức dậy vào buổi sáng và một buổi khác ngay trước khi ăn tối. Ông cho biết mỗi lần giống như một kỳ nghỉ 20 phút giúp giảm bớt lo lắng và đưa ông vào trạng thái thư giãn, điều đó giúp ông đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn theo dalio bạn có thể thiền hai lần mỗi ngày thay vì cố nhồi nhét vào một buổi thiền định dài hơn nếu công việc bận rộn dalio sẽ thiền định ở nơi khác ngoài nhà của mình để duy trì nhịp độ hai lần một ngày càng duy trì thói quen này lâu dalio nói rằng bạn càng dễ bắt đầu cảm thấy thiền định là điều không thể thiếu trong ngày khi thấy lo lắng stress hay bất cứ điều gì bạn sẽ ngay lập tức nghĩ đến việc đi thiền vị tỷ phú chia sẻ Nghiên cứu từ năm 2016 cho thấy thực hành phương pháp này có thể giúp giảm bớt căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Đối với Dalio, có một hiệu quả khác. Ông nói, khi thiền định, những ý tưởng tuyệt vời sẽ đến với bạn. Đôi khi tôi rất muốn chuẩn bị bút và giấy ở bên cạnh vì muốn ghi lại ngay các ý tưởng. Theo Dalio, những ý tưởng tuyệt vời thường xuất hiện khi thiền định bởi vì bạn đang khai thác tiềm thức của mình, nơi khả năng sáng tạo của bạn có xu hướng phát triển. Ông so sánh nó với cảm giác thư thái mà bạn trải nghiệm khi tắm nước nóng và để những ý tưởng sáng tạo đến với mình. Khi muốn sáng tạo, bạn không nói rằng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và nghĩ về điều đó. Mọi thứ sẽ tự nhiên tìm đến bạn khi tiềm thức được khai thác thông qua thiền định. Tôi thấy mọi thứ rõ ràng hơn, nảy ra ý tưởng tuyệt vời và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, ông nói.